Trong những năm gần đây, tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Hà Thanh qua địa bàn hai xã Canh Vinh, Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đang rất nghiêm trọng. Theo người dân địa phương, cứ đến mùa mưa bão là cả làng nơm nớp lo sợ, không biết nhà sẽ bị cuốn trôi lúc nào. Hơn nữa, trong thời gian qua, tình trạng sạt lở đã cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của người dân. Ghi nhận tại thôn An Long, xã Canh Vinh, sông Hà Thanh đã sạt lở đến sát nhiều ngôi nhà của người dân. Chính quyền địa phương đã phải cắm biển căng dây cảnh báo đây là khu vực nguy hiểm, người dân hạn chế qua lại. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh, tình trạng sạt lở đã bắt đầu từ nhiều năm trước, mỗi năm sông lấn vào sâu trong khu vực người dân sinh sống vài mét. Đặc biệt trong những mùa mưa lớn, tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng. Nó sập riết nó hầm hên chú ơi, nó hầm hên cứ nó sập vô rồi, nó chạy dưới đi do cát không rồi. Nó hầm hên, thành như là nó sập cứ nó sập lần vô. Cứ cây lục nào nó không sập hết mà, nó mấy giờ đâu nó sập trong khúc nữa này. Năm nào nó không sập hết á. Những cái dãy nhà trên kia thì người ta ít lo hơn, chứ còn cái dãy nhà sát bờ sông thì người ta phải lo nhiều. Tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Hà Thanh rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân ở gần sông. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã đặt biển căng dây cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, về vấn đề khắc phục thì vượt quá khả năng. Chính quyền cũng đã nhiều lần kiến nghị các cấp bố trí kinh phí để khắc phục phần nào, tránh nguy hiểm đến người dân. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh cho biết. Nếu sông dọc theo đôi sông Hà Thanh đến đoạn Canh Vinh thì nhanh lắm. Tất nhiên mùa mưa lũ là mưa rất là lớn, nước chảy rất xiết. Như là cái đoạn của Canh Vinh thì nhớ những cái đoạn mà gọn nhà dân của thứ như trong năm bộ là đoạn nước đoạn thứ hai là chỗ cầu không buộc, chỗ cái thôn Bình Tốt của xã Canh Vinh. Thì những điểm này sau khi bão lũ là chúng tôi trực tiếp là đi kiểm tra từng địa phương. Thì hai cái đoạn này thì sạt lở gần nhà dân, như cái đoạn như thôn An Long một gần nhà dân, còn đoạn công ty này lỡ đất sản xuất. Bởi nhưng mà cái kinh phí cái sạt lở mình dẹp theo sông thành lớn quá. Theo ghi nhận của phóng viên, có nhiều người sử dụng xe để khai thác cát trái phép qua đoạn xã Canh Vinh. Các xe chạy ra hướng quốc lộ 19, cũng theo ghi nhận, bờ sông bên kia điểm khai thác cũng có nhiều đoạn bị sạt lở. Đối với một số người dùng xe khai thác cát mà phóng viên phản ánh, một lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Canh cho rằng có thể là một số người dân khai thác về để phục vụ xây dựng. Thực tế, việc quản lý khai thác khoáng sản này, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cũng đã có chỉ đạo các xã thường xuyên đi kiểm tra. Thực ra, việc khai thác cát này không phải kéo dài, mà xuất phát trong một thời điểm nào đó. Người dân thuê xe xuống xúc cát. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ ngăn chặn kịp thời, còn không thể nào thường xuyên cán bộ túc trực xuống bờ sông. Vị này nói và cho biết sẽ chỉ đạo phía xã kiểm tra, và nếu còn đó thì sẽ tiến hành ngăn chặn, xử lý. Hiện nay, tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Hà Thanh đoạn qua huyện Vân Canh đã ở mức báo động. Người dân vô cùng lo lắng. Trong những năm qua, hàng loạt người dân đã có ý kiến và mong muốn chính quyền sớm bố trí kinh phí và khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Trong khi đó, cơ quan chức năng huyện Vân Canh cho rằng nguồn kinh phí để khắc phục quá lớn, hiện đang xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định để sớm giảm thiểu sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.